Con chào mọi người, con tên là Hồ Triệu Văn Sáng. Con đang học piano tại chi nhánh 180 Võ Thị Sáu. Xin mời mọi người cùng lắng nghe hành trình âm nhạc của con ạ. Con học piano đã được 1 năm rồi. Vì tiếng đàn piano rất hay nên con rất thích nghe. Vì mỗi khi rảnh rỗi, con thường đánh đàn cho bố mẹ nghe. Ngoài ra con còn chơi patin, chạy xe đạp. Nhân dịp Giáng sinh này, con kính chúc mọi người, ông bà, bố mẹ an lành sức khỏe. Và con cũng kính gửi đến mọi người bản piano nổi tiếng trong mùa Giáng sinh về. Đó là bản We Wish You a Merry Christmas. Xin mời mọi người cùng nghe ạ.